Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh, lúc này toàn miền Bắc chuyển dần sang trạng thái khô ráo. Chỉ còn một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn còn có mưa. Hôm nay Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày không nơi nào vượt quá ngưỡng 20 độ. Thậm chí ở các tỉnh miền núi, nhiệt độ cả ngày chỉ dưới 18 độ, trời rét. Về chiều và tối nay sang đến ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta nên nhiệt độ sẽ giảm sâu. Ở vùng núi, nhiệt độ hạ xuống mức từ 12 đến 15 độ. Riêng những nơi thuộc vùng núi cao, nhiệt độ giảm xuống dưới 8 độ. Còn khu vực đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng ở ngưỡng từ 16 đến 17 độ. Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Tại miền Trung, trong ngày hôm nay, nhiều khu vực cũng có mưa. Dự báo khu vực từ Nghệ An trở vào cho tới Quảng Trị, chiều và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Nhiệt độ vì thế cũng giảm sâu, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, Bình Định cho tới Bình Thuận, chiều tối nay sang đến ngày mai cũng có mưa rải rác. Nhiệt độ tại khu vực này dao động ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Từ ngày 12 tháng 11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường thêm, nên mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài. Sang xuống khu vực phía Nam, chiều tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ những khu vực có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Đáng lưu ý là vùng các tỉnh Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đang chịu chiều cường dâng cao, khiến cho khu vực này xảy ra ngập úng kèm mưa nhiều, nước dâng gió trướng gia tăng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ, trong khi đó ở Nam Bộ ở mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay, gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Còn khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 3, cấp 4. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.